Tập 17. Mùng 8 là một ngày tốt. Bà xem, trên đây viết rất rõ, hợp cưới gả. À, phải đó, quả thật rất tốt. À, nhưng thời gian có hơi gấp, tôi phải chuẩn bị của hồi môn, còn chuyện thiết yến nữa. À, chuyện này bà yên tâm, tôi sẽ lập tức tới tủ lầu lớn nhất trong thành để tìm đầu bếp giỏi. Nếu như chúng tôi đã có thành ý đón rước Nguyệt Ngôn về, nhất định cho cô ấy thứ tốt nhất. À, vậy thì đa tạ cô. Tóm lại đệ không cưới. Tôn cô nương muốn lấy ai thì lấy. Im lặng. Tỷ đang ép đệ còn bắt đệ im lặng. Đệ hoàn toàn không muốn bắt quả cầu đó đâu. Cậu không muốn cầu thân, vậy cậu đứng phía dưới giọng văn lầu để làm gì? Bây giờ người nào cũng thấy hết, cậu đã bắt tú cầu rồi. Bây giờ cậu chạy tới nói cậu muốn nuốt lời, dám làm không dám nhận. Cậu bảo mặt bộ của tiểu thư nhà tôi để đâu? Tôi chỉ đi ngang đó thôi. Cậu đi ngang, vậy là cậu... Đừng tức giận, Lăng Sinh tuổi còn nhỏ, không biết nghĩ. Phương tiểu thư, chỉ có cô hiểu lý. Phương thiếu gia, tôi nói như vậy với cậu, nếu không phải hôm đó tỷ tỷ cậu đích thân tới nhà, Tôn gia chúng tôi cần gì ném cậu chiêu thân. Tôi cho cậu biết, người ngưỡng mộ tiểu thư nhà tôi đây ngoài đường, xếp hàng tới Giang Đông cũng chưa hết. Nhị tỷ, bà ấy nói vậy có thật không? Hả? Tỷ có còn là nhị tỷ của đệ nữa hay không vậy? Tóm lại cho tỷ biết, đệ nhất định không lấy. Đừng hỗn xược, đệ phải cưới. Phương thiếu gia, cậu xem chuyện này quá đơn giản. Hôn sự của Tôn gia chúng tôi không phải cậu muốn cưới là cưới, không muốn cưới thì không cưới. Nếu cậu có gan không chịu cưới. Nhũ nương, đừng ép huynh ấy. Chung thân đại sự không thể miễn cưỡng. Nếu như Lan Sinh không có ý muốn cưới hỏi, chúng ta hãy xem cả chuyện này là sự hiểu lầm đi. Như tẩm tỷ, tỷ đưa Lan Sinh về trước đi. Đa tạ. Tiểu thư à, tú cầu cô đã ném rồi, cũng đã chiêu thân xong, sao cô nói không lấy là không lấy? Không sao, dù gì Nguyệt Ngôn đời này tâm ý đã quyết, không lấy ai hết. Nguyệt Ngôn, cô đúng là cô nương tốt. Nếu Lan Sinh nhà ta có thể cưới cô, đó là phúc phần của cuộc đời nó. Ây trời ơi, tại sao đệ không biết suy nghĩ vậy hả? Nguyệt Ngôn có điểm nào không tốt chứ? Tỷ đừng nói nữa có được không? Nghe nhức đầu lắm rồi. Tôn Nguyệt Ngôn đó nếu tốt như tỷ nói, vậy có quá nhiều người thích, sao cứ phải chọn đệ? Đệ còn làm gì không biết? Bộ đệ không nhận ra Nguyệt Ngôn một lòng si tình với đệ sao? Sao đệ không thử chấp nhận cô ấy thử xem sao? Đệ đệ à, tình cảm cần có thời gian để dung đắp. Nhưng mà đệ không thích. Đệ không thích tức là đệ không thích. Đệ không muốn cả đời sống chung với người đệ không thích. Bây giờ đệ không thích không có nghĩa là sau này không thích. Huống hồ gì, tỷ là tỷ tỷ của đệ. Chẳng lẽ tỷ hại đệ? Tỷ chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Tỷ còn dám nói muốn tốt cho đệ hả? Muốn tốt cho đệ mà lại thông đồng với Nguyệt Ngôn, hùa nhau gạt đệ. Vậy rốt cuộc đệ muốn sao? Đệ không muốn cưới cổ. Đầu tôi Tinh Tuyết, hai người có thấy Lan Việt đại ca không? Tôi tìm huynh ấy có chuyện. Đã về Thiên Trung Thành rồi. Đi rồi hả? Chúng tôi cũng sắp đi rồi. Hai người định đi đâu nữa vậy? Giang Đô. Giang, vậy tôi phải làm sao đây? Quỳnh đi thành thân đi. Tôi xin hai người đưa tôi đi đi. Tôi cam đoan chuyện gì cũng nghe hai người mà, với lại không xin chuyện. Không được, chúng tôi không thể đưa cậu theo. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Phương Lan Sinh, người bị tú cầu ném trúng là Quỳnh. Quỳnh không cưới thì ai cưới? Quỳnh hãy nghe lời như tẩm tỷ, đi thành thân đi. Tôi cũng không hiểu nổi tại sao tú cầu lại đập trúng tôi nữa, giống như nó có mắt vậy. Thôi tôi biết rồi. Có phải cô dùng linh điệp để hãm hại tôi không? Thì ra cô với Tôn Nguyệt Ngôn và tỷ tỷ tôi thông đồng với nhau gạt tôi. Uổng công tôi xem cô là hảo bằng hữu, bất chấp điều tôi muốn. Điều như tẩm tỷ muốn tôi thấy quan trọng hơn, chấp nhận đi. Tôi... Tại sao tôi phải chấp nhận hả? Không phải cô thích đồ Tôn hay sao? Nếu như cha mẹ cô chỉ cắt hai người ra, tìm đại một nam nhân cho cô lấy, cô có lấy không? Quynh tìm đại một nam nhân lấy cũng được vậy. Tôi mặc kệ, tôi là miễn cưỡng không hạnh phúc. Cố hái thì hoa không thơm, tôi sẽ không từ bỏ gì đâu. Nè, nè. Như Tẩm, sau khi huynh đi khỏi Cẩm Xuyên, sẽ để lại di đồng ở đây lo cho y quán, cho tới khi mụ có đại phu mới thay thế. Huynh yên tâm đi, mụ đã tìm đại phu mới rồi. Có di đồng giúp đỡ, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Tại ta lo xa quá. Vì tiểu thư Phương gia có cách quản lý, mụ đã lo liệu, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết êm xuôi. Lan Sinh cũng không giúp mụi được chuyện. Nếu như bản thân mụi không biết lo, ai sẽ giúp mụi đây?
Dì Đông, dì cũng đừng làm quá sức, sức khỏe quan trọng. Bảo trọng. Cô nương tới đây xem bệnh sao? Thiếu cung, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Dì Đồng, cô ấy là Tốn Phương sao? Không phải cô ấy đã mất rồi à? Năm xưa sau khi Bồng Lai gặp phải nạn thiên tai, muội may mắn thoát chết, ôm theo thuần dương cầm của huynh trôi dạt trên biển rất lâu, cuối cùng lưu lạc tha hương, còn bị một chứng bệnh nặng, nhưng mà cuối cùng cũng giữ lại được tính mạng. Cực khổ cho muội quá Tốn Phương. Thời gian qua sao muội tới được đây? Sau khi gặp cơn bệnh nặng, muội đã quên đi nhiều chuyện. Cũng may ông trời không đành lòng chia cắt chúng ta, để muội nhớ kỷ niệm của chúng ta, nhớ lại lời hứa sẽ bên nhau trọn đời. Sau đó qua nhiều trắc trở, về lại Trung Nguyên, muội đã đi tìm tung tích huynh khắp nơi, tìm kiếm rất lâu rất lâu. Tình cờ nghe nói có vị Âu Dương đại phu hiện giờ đang hành y ở Cầm Xuyên, nên muội đã mang theo chút hy vọng. Cũng may cuối cùng đã tìm được huynh. Thiếu cung, mấy năm qua huynh đã đi đâu vậy? Tại vì năm đó huynh rời khỏi Bồng Lai để chữa bệnh, đợi tới khi huynh về, Bồng Lai đã tan thành mây khói. Huynh tìm muội như muốn phát điên. Huynh cứ tưởng là kiếp này mình đã xa mãi mãi. Lúc đó thậm chí huynh từng nghĩ sẽ ra đi với muội. Mấy năm qua huynh luôn hối hận không nguôi, sao lúc đó huynh lại rời xa muội? Đừng nhắc chuyện không vui trước đây nữa. Bây giờ mình cũng bên nhau rồi. À phải rồi, bệnh của huynh đã khỏi chưa? Lâu nay muội vẫn lo cho huynh. Khỏe rồi, chỉ có điều lòng huynh đã có hàng ngàn vết thương, nhưng hôm nay gặp muội mới xem như đã khỏe lại hoàn toàn. Đa tạ muội Tốn Phương, có thể quay lại bên cạnh huynh lần nữa. Thiếu cung, sau này muội sẽ không rời xa huynh nữa. Chúc mừng hai người. Tốn Phương tỷ tỷ nhìn giống hệt như thiên nữ, rất xinh đẹp. Tốn Phương đừng sao mệt nhọc, mọi người để cô ấy nghỉ ngơi một lát, chuyện khác cứ để kể sau. Chỉ tại tao quá vui mừng, quên mất Tốn Phương bôn ba đã lâu, cơ thể vẫn còn rất yếu. Tốn Phương, huynh vừa mua về phòng nghỉ ngơi. Tại sao chúng ta phải ở Phương gia? Cầm Xuyên không phải quê nhà của huynh sao? Nhà huynh ở đâu hả? Chuyện là như vậy, huynh rời khỏi Cầm Xuyên có một thời gian dài, nhà ở vừa bộn bụi bặm không thể dọn dẹp. Dư Tẩm với Lan Sinh đều là người thân thiết, nên huynh tạm thời ở lại đây. Không đủ chu đáo, mong cô cố chịu một chút, rộng lòng thông cảm. Tỷ tỷ à, tỷ thích thiếu cung lâu như vậy rồi, tỷ cam tâm hả? Không cam tâm thì làm được gì, trong lòng thiếu cung chưa từng có tỷ. Hơn nữa người mà huynh ấy thương nhớ đã về, tỷ chỉ là bằng hữu của huynh ấy. Tỷ tỷ à, tỷ cũng đừng cảm thấy quá buồn. Bây giờ để cảm thấy thiếu cung cũng không tốt cho lắm, huống hồ gì hai người họ vẫn chưa thành thân mà. Có bên nhau hay không vẫn chưa chắc nữa, lỡ như vài ngày nữa hai người họ cãi nhau thì sao? Để đã lung tung gì đó. Thiếu cung với Tốn Phương cô nương trùng phùng là chuyện vui, chúng ta nên chúc phúc cho họ, sau này không được ăn nói lung tung, để khỏi mạo phạm người ta. Thôi để biết rồi, tỷ ấy là người của thiếu cung, để sẽ nể mặt thiếu cung, khách sáo tử tế với tỷ ấy. Được rồi, để mau đi ngủ đi, tỷ mệt rồi. Ừ. Phu quân. Sau khi gặp thiên tai, muội bị bệnh rất lâu, có rất nhiều chuyện muội không còn nhớ nữa. Muội chỉ nhớ là từng gọi huynh là phu quân. Thiếu cung, chúng ta đã thành thân chưa?
Tại vì lúc đó Quynh mang bệnh nặng, sao dám làm liên lụy muội. Được rồi, không phải muội đã nói sao, đừng nghĩ tới chuyện đã qua nữa. Nhưng muội sợ, muội sợ muội sẽ quên đi hết những chuyện quan trọng giữa hai chúng ta. Muội không còn là Tốn Phương của Quynh nữa. Muội quên Quynh là đại phu sao? Quynh sẽ từ từ chữa trị cho muội, muội sẽ nhớ lại thôi. Nếu như chúng ta đã trùng phùng thì không có gì phải gấp rút. Muội cứ nghỉ ngơi sớm để Quynh đi thăm dì Đồng. Dì Đồng, sao dì lại ở đây? Tại tôi định qua thăm Tốn Phương xem cô ấy có cần gì không, nhưng lại không muốn quấy rầy hai người. Sao lại nói là quấy rầy? Đang định hôm nay sẽ đi để không phải khiến dì mệt mỏi nữa. Thật không ngờ lại để dì lo cho ta. Tôi cũng thật bất ngờ. Cậu với Tốn Phương cô nương xa nhau cũng hơn 10 năm rồi. 12 năm 7 tháng. Thì ra chuyện đã lâu như vậy. Nếu không phải năm xưa dì Đồng đã cứu ta, tận tình chăm sóc, ta thật không biết làm sao để sống được nữa. Cũng sẽ không có ngày hôm nay. Mất rồi lại có. Mất rồi lại có. Dì cũng biết điều ta mong muốn. Có thể tìm phương thuốc khiến cho Tốn Phương sống lại, có thể gặp lại cô ấy lần nữa, nhìn cô ấy. Như vậy ta chẳng còn mong gì hơn. Sao tôi không hiểu điều đó? Cậu thích là được rồi, tôi cũng thấy an tâm. Nhưng lại khiến dì không được yên tâm. Sắc mặt của dì sao kém quá vậy? Đưa cho ta. Dì Đồng, ta không muốn lại trải qua nỗi đau có rồi lại mất. Dì chính là người thân, ta mong dì sống khỏe mạnh, sống càng lâu càng tốt. Sau này mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ bảo người hầu làm cho. Ta đưa dì về phòng nghỉ ngơi. Thật sự là Tốn Phương của cậu sao? Không vui sao? Vì thiếu cung phải không? Không có, tôi mừng cho Quynh ấy. Có phải Quynh cảm thấy thiếu cung sẽ không đi giang đô với mình nữa? Tôi sẽ tìm Quynh ấy nói chuyện. Đang nói gì tôi đó? Tốn Phương tỷ sức khỏe sao rồi? Tôi cũng đang định nói với hai người, Tốn Phương không có sao hết, chỉ là bôn ba nhiều năm, cơ thể đang suy yếu, cần tinh dưỡng một khoảng thời gian. Huống hồ gì Tết Trung Thu cô ấy hao tốn nhiều công lực, cũng chưa hồi phục. Tôi nghĩ chuyến đi giang đô cứ quản lại vài ngày, được không? Thiếu cung, Quynh và Tốn Phương tỷ xa nhau nhiều năm, khó lắm mới trùng phùng. Thật ra bây giờ Quynh đã tìm được tỷ ấy, chuyện đi tìm Ngọc Hoành thật sự không cần đi nữa. Đi tìm Ngọc Hoành là ý định của tôi. Tốn Phương đã trở về rồi, ngày tháng vẫn còn dài, thời gian ở bên cạnh nhau còn nhiều. Nhưng mà sát khí trong người của Quynh ngày nào không trừ, cho dù tôi ở lại Cẩm Xuyên cũng khó an tâm. Nhưng mà khó tìm Ngọc Hoành, chuyến này đi cũng không biết mất bao lâu. Chính vì vậy chúng ta mới phải tính kế lâu dài. Phương, cô dậy rồi hả? À, Dì Đông, cây đàn đó là ai làm vậy? Nhìn nó còn rất mới. Dây đàn do Như Tẩm tiểu thư cố tình tìm về đây cho thiếu cung, tốn rất nhiều công sức. Thiếu cung rất thích cây đàn này. Dì Đông à, nếu như Âu Dương gia có chỗ ở, vậy thì tiền gì mấy ngày nay về đó quét dọn lại, sống trong nhà của mình vẫn tiện hơn ở nhà người khác.
Chúng ta sống ở đây làm phiền người ta nhiều lắm rồi. Như Tẩm tiểu thư với thiếu cung thanh mai trúc mã chơi chung với nhau từ nhỏ, Phương gia đã thành tâm mời, khó lòng từ chối. Trong lòng thiếu cung tự có cân nhắc, cứ để cậu ấy sắp đặt đi. Có thật là thân tế vậy không? Sao trước đây tôi chưa từng nghe Quynh ấy nhắc tới Phương gia chứ? Tốn Phương cô nương, chắc do đại bệnh mới khỏi cho nên không nhớ. Tôi có nghe thiếu cung kể lại hai người đã gặp nhau ra sao. Từ khi cha mẹ thiếu cung qua đời, cậu ấy một mình rời khỏi Cầm Xuyên du ngoạn tứ phương. Thiếu cung đã quen với cô ở trên đỉnh Hoành Sơn, sau đó lại cùng nhau đi tới Bồng Lai. Vậy mấy năm hai người tới Bồng Lai đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thiếu cung lại bỏ đi? Những chuyện trước đây tôi không muốn nhắc nữa. Bây giờ tôi có thể về lại bên cạnh thiếu cung là do phúc phận tu được từ kiếp trước. Di Đồng à, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Nhi Tẩm, cô có thấy thiếu cung đâu không? Thiếu cung đi chẩn bệnh rồi. Dạo này có một bệnh nhân từng khám, nay bị tái phát, tình trạng không được tốt. Thật sự không ngờ, trước đây ngày nào cũng ở bên Quynh ấy, ngắm trăng ngắm cảnh, gảy đàn soạn nhạc. Cuộc sống tự tại biết mấy. Vừa chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi. Quynh ấy còn làm đại phu, trở thành danh y nữa. Thường ngày chắc mọi người bận lắm hả? Không, tại vì dạo này y quán vừa mới mở cửa, không đủ người làm, vì vậy thiếu cô mới tới đó giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ tôi đã cho người tìm đại phu mới. Nếu tìm được, thiếu cung sẽ có nhiều thời gian ở bên cô hơn. Như Tẩm, cô đừng hiểu lầm mà. Tôi chỉ lo cho Quynh ấy làm việc quá sức. Trước đây sức khỏe Quynh ấy không được tốt. Tốn Phương, cô yên tâm đi. Tôi biết Như Tẩm với thiếu cung lớn lên với nhau từ nhỏ. Đa tạ cô đã chăm sóc cho thiếu cung. Nghe Di Đồng nói Như Tẩm còn làm đàn cho thiếu cung nữa. Mạo hiểm đi tìm Tơ Tầm băng ngàn năm, thật sự quá đáng quý. Thật ra Thuần Dương Cầm tôi với thiếu cung từng làm, vẫn luôn cẩn thận bảo vệ bên mình. Cây đàn Tơ Tầm băng đó cũng nên trả về chủ cũ. Nếu tôi với thiếu cung rời khỏi đây, có thể để lại cho cô làm kỷ niệm. Nhưng mà lễ vật Phương gia đã tặng, xưa nay chưa từng có chuyện lấy lại. Huống hồ gì chỉ là một chút tâm ý nhỏ. Nếu như thật sự không hợp ý của thiếu cung, chị chỉ bằng đem bỏ đi. Tốn Phương, Quynh đi khám bệnh cho người ta nên mới về nhà trễ. Muội không giận Quynh chứ? Muội không phải là kẻ không biết thông cảm. Muội biết Quynh bận lo việc y quán. Muội chỉ đang nghĩ, hình như mình đã nói lỡ lời đắc tội với Như Tẩm. Sau khi gặp thiên tai, muội phiêu bạt khắp nơi, đã không còn là Bồng Lai công chúa nữa, cũng không biết cách nói chuyện với người khác. Như Tẩm là người trọng lượng, mấy chuyện này cô ấy không để trong lòng đâu. Như Tẩm là tiểu thư của Phương gia, thông minh tài giỏi, nhất định có rất nhiều người ngưỡng mộ cô ấy. Thiếu cung à, chúng ta xa nhau bao nhiêu năm qua, nếu Quynh có tình cảm với Như Tẩm, muội cũng bằng lòng. Muội nghĩ đi đâu vậy? Quynh với Như Tẩm là tình cảm huynh muội. Tốn Phương, trước đây muội rất tin Quynh mà, sao đây bây giờ bắt đầu nghi ngờ Quynh rồi à? Muội chỉ không tin chính mình. Thiên tai Bồng Lai, bệnh nặng trôi dạt, muội bây giờ không còn gì nữa, không thể làm cho Quynh chuyện gì hết, lại còn mang theo một tấm thân bệnh hoạn liên lụy tới Quynh. Khờ quá. Tốn Phương, muội có thể về với Quynh một lần nữa đã là cái may mắn của Quynh rồi. Âu Dương thiếu cung này bằng lòng làm tất cả, chỉ mong có thể ở bên cạnh muội cả đời. Thiếu cung, muội muốn nghe Quynh tấu đàn được không? Được.
Lúc muội còn nhỏ, muội thường nghe đại ca kể về giai điệu tình yêu của nhân gian, nắm chặt tay nhau, săn lông đầu bạc. Thấy Thiếu Cung với Tốn Phương tỷ trải qua bao nhiêu sự việc, cuối cùng cũng được bên nhau, đúng là hạnh phúc thật. Quỳnh nghĩ đúng không? Đúng là khúc gỗ. Thiếu Cung, tôi nên cùng Tinh Tuyết đi tới Giang Đô. Huynh đừng lo cho tôi, tôi sẽ có thể khống chế sát khí phần tình. Sức khỏe Tuấn Phương tỷ không tốt, bây giờ chính là lúc huynh nên chăm sóc cho tỷ ấy. Đồ Tô, sự việc này tôi cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Tôi quyết định sẽ theo kế hoạch trước đây, cùng huynh đi Giang Đô một chuyến. Thiếu Cung, Tuấn Phương tỷ sức khỏe suy yếu, không nên buông ba. Chuyện này tôi biết, nên tôi để cô ấy tạm thời ở lại Cầm Xuyên, có dì Đồng chăm sóc, tôi cũng cảm thấy an tâm. Sao vậy Tốn Phương? Thiếu Cung, muội xin huynh đừng rời xa muội. Muội không thể xa huynh lần nữa. Muội sợ xa nhau lần nữa mình sẽ không thể gặp lại nha. Đừng nghĩ nhiều quá Tốn Phương à, ngồi xuống đã. Huynh cùng Đồ Tô đi Giang Đô để tìm Ngọc Quỳnh, cũng vì muốn chúng ta được ở bên cạnh nhau thôi. Ngọc Quỳnh? Ngọc Quỳnh là gì vậy? Đó là một món pháp bảo huynh từng thấy trong sách cổ. Nó có thể giúp cho Đồ Tô trừ khử sát khí. Trước đây huynh tưởng muội không còn sống, huynh tìm nó cũng là vì muội, tại vì pháp bảo này có thể khiến người ta sống lại. Nhưng mà bây giờ muội đã không sao rồi, đã ở bên cạnh huynh, vậy tại sao còn phải đi tìm Ngọc Quỳnh? Nếu con người ta bị mất đi trí nhớ, chính vì linh hồn bị khiếm khuyết, nếu như tìm được Ngọc Quỳnh, có thể dùng cách dẫn linh lấy lại trí nhớ cho muội. Hơn nữa huynh cũng đã từng hứa với Đậu Tô đưa huynh ấy đi Giang Đô tìm kiếm Ngọc Quỳnh giải trừ sát khí. Huynh không thể nuốt lời được. Không lẽ ở trong lòng huynh muội không bằng một Đậu Tô? Lỡ như lần này chúng ta xa nhau? Không có đâu Tốn Phương à, hãy tin huynh, chỉ cần tìm được Ngọc Quỳnh, huynh sẽ về đây ngay. Thiếu Cung, muội cứ tưởng huynh giống như trước kia, trong lòng chỉ có muội, nhưng mà bây giờ trong lòng huynh có quá nhiều người, trong tâm trí của huynh muội không còn quan trọng nữa. Đồ Tô à, huynh cho tôi đi với. Tôi cũng xin cậu đừng nói nữa, không thể được. Tại sao vậy hả? Huynh đưa tôi theo chỉ có lợi chứ không có hại đâu. Tôi chính là một tùy tùng nghe lời nhất, tôi có thể chạy việc trò chuyện. Không ai muốn nói chuyện với cậu hết. Vậy tôi có thể không nói chuyện với huynh? Tôi có ngân lượng nè, tôi có thể cho huynh được ăn ngon, được mặc ấm, không để cho huynh chịu đói chịu lạnh. Còn nữa, huynh ít khi ra nhân gian mà, bây giờ huynh ra ngoài giang hồ không có một tùy tùng, vậy thì mất mặt lắm. Tôi còn có thể chỉ đường cho huynh. Tôi là người có thể lo trên, có thể lo dưới. Những lúc Tinh Tuyết không có mặt, tôi còn có thể sưởi ấm chăn cho huynh. Phượng Lan Sinh tôi là tùy tùng tốt, hành tẩu giang hồ, giết người phóng quả, hành hiệp trượng nghĩa, chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Không cần, Thiếu Cung sẽ đi cùng với tôi. Hả? Thiếu Cung không ở lại với Tốn Phương sao? Sao lại đi Giang Đô chứ? Cả Thiếu Cung cũng đi luôn rồi, làm sao mà sống nổi chứ? Phải đi hỏi huynh ấy mới được. Tốn Phương, uống thuốc đi. Thiếu Cung đích thân sắc cho cô đó. Tôi không uống đâu. Nếu huynh ấy chỉ bận tâm tình nghĩa huynh đệ, cần gì lo cho tôi nữa. Sức khỏe quan trọng, đừng có làm Thiếu Cung lo lắng. Đừng làm Thiếu Cung lo lắng, huynh ấy có lo cho tôi đâu. Tốn Phương à, uống thuốc đi. Tôi đã nói không uống rồi. Chuyện của tôi với Thiếu Cung không tới lượt người ngoài như dì nói. Dì mau dọn dẹp mấy thứ này ra ngoài. Dì đâu mà, dì đứng dậy đi. Tốn Phương thì cũng quá đáng thiệt đó. Thiếu Cung từng nói với tỷ, dì Đồng từng cứu mạng của huynh ấy, huynh ấy xem dì như người nhà. Bưng thuốc cho tỷ không uống thì thôi, sao còn nói xử như vậy nữa. Được rồi, Lan Sinh thiếu gia đừng nói nữa, tôi không sao. Bà ấy với Thiếu Cung không thân không thích, nếu Thiếu Cung không nhân hậu nuôi dưỡng bà ấy, thì một lão bọc xấu xí quá lạ như vậy sao có tư cách làm người nhà của Thiếu Cung. Huống hồ gì tôi dạy bảo người hầu, còn thiếu gia Phương gia chen vào hay sao? Đương nhiên phải chen vào rồi, ở đây là Phương gia. Nhị tỷ nói với tỷ không xem tỷ giống như là người ngoài thì tỷ không nghĩ mình là người ngoài thật hả? Tôi khinh. Mình đi thôi gì đâu.
Chị tỷ à, vậy là lúc nào rồi tỷ còn thời gian ngồi tính sổ nữa? Đừng tính nữa mà. Đệ đừng quấy rối. Đệ muốn tỷ làm gì? Muốn tỷ làm cái gì hả? Ít ra cũng phải thể hiện nét mặt đau buồn vì chuyện tình yêu chứ. Bây giờ thiếu cung được ở bên cạnh người huynh ấy yêu, tỷ có gì phải buồn? Nhị tỷ à, đó tại vì tỷ không biết Tốn Phương lại nổi giận với dì Đồng, lại còn luôn miệng nói là dì Đồng là lão bọc người hầu, còn đổ thuốc lên người dì ấy nữa, suýt chúng ra cánh tay dì ấy rồi. Nếu không có đệ giải dây á, không biết dì Đồng bị cái gì rồi. Đệ đừng ở đây nói bậy. Thiếu cung từng nói là Tốn Phương là người rất dịu dàng tận tâm, hiền lành nhất trên đời, chắc chắn đệ hiểu lầm. Dịu dàng tận tâm? Nhị tỷ à, lúc cô ta mắng dì Đồng không khác nào một ả điêu phụ hết. Người khoan dung nhân hậu như thiếu cung sao lại thích một người như vậy? À, chẳng lẽ huynh ấy thích bị mắng bị đánh, thích người dữ dằn một chút hả? Đệ tưởng thiếu cung giống như đệ sao? Không được, đệ phải nói cho thiếu cung biết để huynh ấy quản giáo điêu phụ này. Đứng lại. À, đã nói với đệ bao nhiêu lần rồi, đừng chen vào chuyện nhà của người khác. Cái gì mà chuyện nhà? Đệ phải cho thiếu cung hiểu rõ ả Tốn Phương mà huynh ấy thương nhớ bao lâu nay và đã thay đổi rồi, xem thử huynh ấy còn thích không. Thiếu cung có thích hay không là chuyện của huynh ấy, đệ đừng đứng đây đoán mò. Nhị tỷ à, ngày nào tỷ cũng nghĩ là huynh ấy thích cái gì? Tỷ nghĩ cho bản thân của tỷ chưa hả? Mấy ngày nữa huynh ấy đi rồi, nếu như tỷ còn không biết tranh thủ đừng hối hận nha. Tỷ Dư Tận. Thiếu cung, mấy ngày nữa huynh sẽ đi giang đô một chuyến. Tại sao vậy? Không phải huynh tìm được Tốn Phương rồi sao? Sao không ở lại đây với cô ấy? Sự việc có hơi phức tạp, với lại ta đã hứa với Lăng Diệt đại sư huynh và Đồ Tô. Thì sao là như vậy? Vậy chừng nào huynh lên đường, muội chuẩn bị cho huynh. Không cần làm phiền muội, chỉ là bây giờ sức khỏe Tốn Phương rất yếu, ta sợ trên đường mệt nhọc không chịu được. Ta tính để cô ấy ở lại đây tịnh dưỡng, làm phiền muội chăm sóc cô ấy giúp ta. Thiếu cung, đầu óc huynh có vấn đề gì không vậy hả? Huynh muốn đi cũng được rồi, còn để Tốn Phương ở lại chỗ này. Huynh để Tốn Phương ở lại thì thôi đi, còn bắt tỷ tỷ chăm sóc, huynh xem tỷ là người hầu hả? Huynh yên tâm đi, muội sẽ chăm sóc cho Tốn Phương. Đa tạ muội Như Tẩm. Ở Cẩm Xuyên, muội là người duy nhất ta tin tưởng phó thác. Ta về phòng trước. Nhị tỷ à, để huynh ấy đi vậy sao? Để đi theo canh chừng huynh ấy cho tỷ, quyết định vậy đi. Tỷ không cần, để không được đi. Tại sao không được? Tại sao người nào người nấy đều không cho đệ đi? Không cho nhưng đệ cứ đi. Không được, Nguyệt Ngôn vẫn còn đang chờ đệ. Chuyện của mình còn chưa làm cho xong lại đợi đi giang đô, không có chuyện đó. Tỷ muốn cưới thì cưới đi. Như vậy không thể sống nổi. Thiếu cung đi cũng được đi, còn để Tốn Phương ở lại đây nữa. Đi ra không gặp, đi vô cũng gặp, khó chịu biết mấy. Không được, mình cũng phải mau chạy trốn. Này, xem tôi trừng trị huynh. Tương Linh à, cô đi đâu vậy hả? Tôi đang tìm cô nè. Đừng nói nhiều, lát nữa tôi sẽ xử lý huynh. Bây giờ huynh đệ của Đồ Tô ca ca đâu? Đại sư huynh hả? Cô yên tâm đi, huynh ấy đã về Thiên Dung Thành rồi, không còn bắt yêu nữa. Không có người xấu, mình có thể đi tìm Đồ Tô ca ca rồi. Sao cô vừa tới là tìm Đồ Tô ca ca vậy? Đồ Tô ca ca có tên Tuyết rồi, cô tìm tôi đi, tôi xin cam đoan tôi tốt hơn, còn đối với cô một lòng một dạ nữa. Huynh nói nhiều vậy, sao tôi phải tìm huynh? Hả? Tôi nói nhiều là vì tôi nhớ cô. Từ sau lần trước chia tay nhau, cô đã bật vô âm tín. Cô coi, tôi đang muốn vượt tường tìm cô nè, bây giờ gặp cô rồi. Cô không biết đâu, mấy hôm nay nhị tỷ ép tôi thành thân, đúng là ngày dài như năm, sống cũng không bằng chết nữa. Vậy huynh đi cưới người ta đi. Vậy làm sao mà được? Chúng ta định sẵn nhân duyên trong miếu Nguyệt Lão rồi, sao tôi có thể tùy tiện đi cưới người khác được chứ? Tương Linh à, hay là chúng ta bỏ trốn đi. Tên ngốc nghếch này, nếu như muốn bỏ trốn á, cũng là tôi với Đồ Tô ca ca, không có liên quan tới huynh. Đồ Tô ca ca của cô không bỏ trốn với cô đâu. Với lại mấy ngày nữa huynh ấy sẽ đi rồi. Đi đâu vậy? Dù gì tôi cũng không muốn ở lại Cầm Xuyên. Huynh ấy đi tôi cũng đi theo. Tôi cũng không biết là đi đâu nữa. Hay là cô đi với tôi đi, tôi sẽ giúp cô theo dõi huynh ấy và giám sát, cô chịu không? Như vậy cũng được, nhất ngôn cổ đỉnh. Được.
Họ định đi Giang Đô, nhất định là theo đường thủy. Hai chúng ta cứ chở bờ sông ngoài thành, dùng chiêu ôm cây đợi thỏ. Đúng, ôm cây đợi thỏ mà. Chạy mau. Tôi biết trước cậu sẽ bỏ trốn. Muốn chạy hả? Đừng hòng bắt cậu ấy. Dạ. Tương Linh à, cứu tôi. Tôi với Tương Linh à, cứu tôi. Cứu tôi. Không có liên quan tới tôi. Cứu tôi. Nhị tỷ à, nhị tỷ, thả đệ ra ngoài đi. Đệ nghĩ tỷ sẽ tin đệ sao? Đệ ở đây sám hối lỗi lầm cho tỷ. Nhị tỷ à, thả đệ ra đi mà. Đệ xin hứa sau khi đến Giang Đô rồi, đệ sẽ đi về liền. Vậy thì đệ có hứa khi về sẽ cưới tiểu thư Tôn gia không? Chuyện đó làm sao cưới tùy tiện được. Đệ nó không thích cổ rồi mà. Vậy thì ở đây tới khi thích cô ấy. Nhị tỷ à, đừng làm khó cho người ta nữa. Đệ nói rồi, đệ thích Tương Linh thôi. Đệ là người, cô ấy là yêu. Hai người không thể ở bên nhau. Yêu thì sao? Yêu cũng có tốt xấu mà. Đệ thích yêu tinh khả ái như cũ. Đệ bị tàu quái nhập ma rồi. Đồ Tô, Thiên Dung Thành của cậu liệu có phép thuật gì có thể trói được nó, không cho nó ra không? Tỷ tỷ à, sao tỷ làm vậy với đệ chứ? Từ giờ tới lúc đệ thành thân, đừng hòng rời khỏi căn phòng này. Đồ Tô, huynh là tên xấu xa đáng ghét, sao huynh nhẫn tâm quá vậy? Thiếu Cung cũng từng nói cậu không được theo chúng tôi tới Giang Đô. Phong ấn này sau 7 ngày nữa sẽ tự động được giải trừ. Đồ Tô, tên xấu xa. Đợi sau khi tôi với Tô Tô tìm được Ngọc Hoành, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Dù sao tôi cũng ở chỗ này, nếu cô nhớ tôi thì cứ tới Cầm Xuyên, trừ phi tôi không thoát khỏi kiếp nạn. Cô đừng có nói bậy. Cô nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cùng Lan Sinh sống tới đầu bạc, có như Tẩm tỷ giúp cô. Lan Sinh huynh ấy không thích tôi, tỷ tỷ cưỡng ép huynh ấy như vậy, nói không chừng huynh ấy sẽ vì vậy mà ghét tôi đó. Tôi cứ cảm thấy giữa hai người có duyên định sẵn, giống như tôi với Tô Tô vậy. Nếu như tôi có tự tin một nửa của cô thì tốt. Có những lúc tôi muốn đánh Lan Sinh một trận, sau đó lôi huynh ấy về nhà. Đợi sau khi hai người thành thân rồi, cô muốn đánh huynh ấy lúc nào thì đánh lúc đó. Nhưng mà có điều, cô phải bồi dưỡng sức khỏe cho mình, đừng suốt ngày ở trong nhà, ra ngoài nhiều một chút cho khuây khỏa. Con đó là con gì vậy? Tiểu Hắc Miêu, đói rồi phải không? Ta lấy đồ ăn cho ngươi nha. Mau ăn đi. Tình Tuyết, cô đúng là người tốt bụng. Chắc chắn ở hiền sẽ gặp lành. Tôi chúc phúc cô với Đồ Tô bình an như ý. Cô cũng bảo trọng. Sau này đừng xuất hiện ở đây nữa, để tránh những phiền phức không cần thiết. Tỷ sợ cái gì? Đâu ai biết tôi. Huống hồ gì, tôi chỉ sợ tỷ chỗ này không thân không thích, bị người ta ức hiếp thôi. Sau này mỗi buổi tối tôi sẽ tới thăm tỷ một lát. Có đồ ăn không? Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Di Đông, sự việc hồi tối qua không phải tôi có ý gì với Tống Phương. Tôi hiểu mà. Nhưng Tẩm tiểu thư, cô chỉ đang lo cho Thiếu Cung. Đúng vậy, Thiếu Cung với Tống Phương xa nhau nhiều năm, trong thời gian qua Tống Phương gặp phải chuyện gì cũng không ai hay biết. Hơn nữa tối qua cô ấy lại gặp một nam nhân lạ mặt. Người này từ đâu tới đây, có mối quan hệ gì với Tống Phương? Sao cô ấy không chịu nói với Thiếu Cung? Tôi sợ trong chuyện này có gì khả nghi. Thật ra
tôi cũng có nghi ngờ đối với Tốn Vương. Nhưng mà xin hãy khoan nói chuyện này cho thiếu quân biết, đợi sau khi mình làm rõ rồi hãy nói. Nhưng mà người hôm qua sẽ còn quay lại. Lỡ như tối nào hắn cũng tới, chúng ta đối phó sao đây? Tìm Tinh Tuyết với Đồ Tô, bảo họ giúp chúng ta. Mệt sao? Cô đi nghỉ đi. Muội không sao. Đừng cố chịu. Từ khi cô hao tốn công lực áp chế sát khí của tôi, lúc nào thấy cô cũng mệt. Ở đây có tôi lo, cô đi nghỉ đi. Có Quỳnh bên cạnh, có mệt thì muội cũng không sợ. Quỳnh xem, bầu trời thật là đẹp. Phải, lần đầu thấy bầu trời cầm xuyên đẹp như vậy. Quỳnh còn nhớ không, lúc muội với Quỳnh còn rất nhỏ, ở bờ hồ Udo, chính trong lúc đó chúng ta ngắm dòng sông đang chảy xuôi, đi vào trong biển cả bao la. Quỳnh còn nhớ không? Không sao đâu, muội tin là rồi sẽ có một ngày Quỳnh nhớ ra. Lúc nãy muội nghĩ người mà Như Tẩm Tỷ đã nói, nếu như đừng tới nữa thì hay quá. Như vậy chúng ta được ngắm bầu trời lâu một chút, đúng không? Ta cảnh cáo các người hãy thả ta ra, nếu không ta không khách sáo đâu. Thiếu cung, buổi tối hôm đó người mà muội thấy chính là hắn. Thiếu cung, sự việc không phải như huynh nghĩ đâu. Đây, rốt cuộc hắn là ai? Tại sao nửa đêm lại gặp mặt muội? Ngươi đúng là một tên dung ân phụ nghĩa mà. Chủ nhân vất vả tìm ngươi bao năm, ngươi lại đổ oan cho bọn ta. Chúng ta đi thôi, đừng ở lại cầm xuyên. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Tại sao gọi Tốn Phương là chủ nhân? Năm xưa có một đạo sĩ trừ yêu đánh ta bị thương, nếu không có chủ nhân cứu ta, ta chết lâu rồi. Nơi sau đó ta cứ theo chủ nhân. Thì ra ngươi tới trả ơn sao? Ừ. Hắc Diệu tuy là yêu tinh, nhưng mà tâm địa rất tốt. Thậm chí hắn còn tốt hơn cả con người nữa. Thiếu cung, thả hắn đi đi. Hắc Diệu, ngươi với chủ nhân của ngươi có phải từng đi rất nhiều nơi không? Chạy quá nhiều. Chủ nhân bao nhiêu năm qua đều đi tìm ngươi, cõi là thân nữ nhi không nơi nương tựa, cô độc một mình, trên người lại không có ngân lượng nữa, trên đường chỉ nhờ bán nghệ đàn ca nuôi thân, khó khăn lắm mới tìm được ngươi, ngươi lại nghi cô ấy, thậm chí còn bỏ cô ấy nữa. Hắc Diệu, đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi. Tốn Phương, thật không ngờ muội đã vì huynh mà chịu khổ như vậy. Chịu khổ muội không sợ, muội chỉ không muốn huynh hiểu lầm muội thôi. Tốn Phương, tôi xin lỗi, tại tôi chưa làm rõ ràng sự thật, đã suy đoán lung tung. Tôi không trách cô, là lỗi của tôi, tại tôi quá lo cho thiếu cô. Sợ huynh ấy ngại chuyện lâu nay tôi sống nương tựa với yêu, không dám giải thích chuyện của Hắc Diệu, làm mọi người hiểu lầm. Tâm ý của Như Tẩm đương nhiên muội hiểu rõ, muội không để bụng đâu. Tất cả là tại huynh, do huynh suy nghĩ không tường làm cho muội bị tổn thương. Chỉ cần huynh đừng hiểu lầm muội nữa, vậy là muội mãn nguyện rồi. Tốn Phương, muội đi giang đô với huynh, chúng ta không xa nhau nữa. Thiếu cung, sức khỏe của muội suy yếu, buồn ba mệt mỏi, nếu như đi chung muội sợ sẽ liên lụy huynh. Huynh cứ đi sớm về sớm, muội với dì đồng chờ huynh ở Cẩm Xuyên.